Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4 tháng 6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4 tháng 6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng Sơn La Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có khả năng mưa rào và dông, đêm không mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.